tại thì kênh của Vợ chồng Quỳ Điền có hai mặt hàng, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Mật ong khoái thì có màu đỏ đậm hơn và mật ong hoa bạc hà thì có màu vàng ánh chanh các bác ạ. Về cái độ đặc của mật thì bây giờ Yển sẽ rót ra cho các bác cùng xem. Đây các bác ạ, mật thì cực kỳ là đặc luôn các bác nhé, rất là đặc sánh. Các bác có thể mua mật về ngâm với hoa đu đủ này, ngâm với tỏi này. Mật ong thì có rất là nhiều tác dụng. Các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu hoặc có thể liên hệ trực tiếp cho vợ chồng cháu Quyền để cháu Quyền có thể tư vấn cho các bác về cái công dụng cũng như là tác dụng của cái mật này. Còn các bác có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0395 953 850 hoặc 0369 944 064 để vợ chồng Quyền Yển có thêm những cái đồng đi làm thiện nguyện, giúp đỡ được nhiều mảnh đời còn bất hạnh, còn nghèo khổ, còn khó khăn ở trên vùng cao này hơn. Xin cảm ơn các bác. Xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại là cháu Quyền đang có mặt ở nhà của bé Tuấn và bé Viện các bác ạ. Hôm nay thì cháu Quyền lên trên này để xem là tình hình bên nhà của bác bé Viện đã làm cái chuồng dê xong chưa. Và cái thứ hai nữa là hai đứa là cũng khá là lâu, trời không được nắng đẹp như thế này rồi, cũng không tắm, tại vì là đợt trước là bé Tuấn cũng ốm ấy các bác, nên là người thì cũng khá là bẩn rồi. Đấy thì hôm nay là cháu Quyền đi vào đây để mang một cái phần quà nữa và lên trên này tắm cho hai đứa luôn. Tại vì là hai đứa thì mặc dù là biết tự tắm, tự nấu cơm, tự làm tất cả mọi cái rồi, nhưng mà phải có người lớn nhắc thì mới tắm. Đấy. Viện là được mấy hôm không tắm rồi? Con được 3 hôm rồi, con đừng nói trống không. Nào, nói lại. Viện được mấy hôm không tắm rồi? Con được 3 hôm không tắm rồi. Rồi, thế Tuấn được mấy hôm không tắm rồi? 3 hôm con chưa tắm rồi. Đấy, anh Viện nói thế nào là mình nói như thế luôn đúng không? Thế à, hôm nay hai con đi đâu làm gì? Hôm nay hai con đi, chúng con đi nhặt củi ở trên này. Nhặt củi ở đâu? Ở trên này. Trên này á? Dạ. À, thế là sáng nay là hai đứa đi nhặt củi, ăn cơm chưa? Con chưa ăn. Chị ăn cơm à? Dạ. Tí bố sẽ nấu cơm cho ăn nhá. Dạ. Rồi nào, Quyên chào các ông các bà rồi, hai con chào các ông các bà nào. Chúng con chào các ông các bà. Đấy. Hiện tại là 11 giờ trưa các bác ạ. Thời tiết cũng khá là ấm. Tí nữa sẽ tắm cho hai đứa. Ui, tóc chuẩn bị dài rồi ấy nhỉ. Dạ. Đấy, bây giờ là sắp cho hai đứa đi học rồi. Mấy đứa hả? Mà TV cũng dài hết rồi. Đấy, sắp chuẩn bị đi học rồi, mấy nữa là phải cắt lại tóc thôi nhỉ. Dạ. Anh bố làm sao mà TV á? Anh Viện mấy hôm nay bố có về không? Không. Không về à? Đây bố không về rồi. Bố đây không à? Dạ. Không được, không được không đúng không? Phải dạ đúng không? Đấy, Tuấn rất là ngoan. Dạ. Hai đứa này thì như các bác cũng đã bình luận cũng như là gọi điện nói với cháu Quyền là thằng này là rất là lì lợm. Đấy, Tuấn là rất là lì lợm các bác ạ. Đấy, đây, bỏ tay ra. Chọc vào máy quay hỏng của bố bây giờ ấy. Đấy, con chào các ông các bà đúng không? Đúng. Đấy là bố dạy là mới biết đúng không? Đúng. Không... Bố con dạy con cũng biết mà. Cũng không dạy cũng biết á? Dạ. Thế ai dạy con? Không có ai dạy con là khắc chưa biết. À. Chưa được đi học nữa, đúng không? Mà đã rất là thông minh đấy các bác ạ. Không biết là mấy đứa đi học thì sẽ như thế nào. Hai đứa nhá, bây giờ bố dặn nhá. Yeah. Trước khi chưa được đi học này, mấy đứa đi học là phải ngoan, nghe lời cô giáo. Không được bướng, không được trốn học. Hai đứa không được rủ nhau đi chơi, nhớ chưa? Con nhớ. Bố mà biết là bố sẽ xử lý ngay nhá. Yeah. Ừ. Đấy. Yeah. Hôm nay là đi lên trên này nhặt củi này. Bình thường là được cháu Quyền lên trên này chia sẻ và ghi hình hai đứa ấy cô bác. Là bé Viện là tự đi lấy củi ở trên này suốt. Cũng thỉnh thoảng đi cắt cỏ cho bác. Rồi là làm rất là nhiều công việc của người lớn. Tuy mới chỉ 8 tuổi thôi nhưng mà bé Viện là biết làm rất là nhiều cái. Ui dồi ôi, quần bẩn thế con. Mặc được mấy ngày rồi? Mặc được 2 ngày rồi. 2 ngày rồi á? Dạ. Tí phải thay nhá, bây giờ trời nắng rồi ấy. Con tự biết giặt quần áo chưa? Con biết rồi, hôm qua con nhặt rồi. À, tự biết giặt là bây giờ bố dặn này. Dạ. Tự biết giặt quần áo là mình mặc bẩn, dạ, mình tắm xong là mình phải tự giặt nhá. Dạ. Mình ở nhờ nhà bác thì mình ăn cơm
rồi là ngủ nghỉ nhờ bên nhà bác ấy, thì bác không hộ mình giặt quần áo được thì mình phải tự làm nhá, mình lớn rồi. Không là để bác giặt quần áo cho mình nữa là nhiều lúc bác cũng không thích đâu nhá. Tuấn thì chắc là chưa biết giặt đâu nhỉ? Dạ. Ừ, để anh Viện giặt cho, sau này lớn rồi thì giặt lại hộ anh Viện. Nào, đi về nhà đi. Ơi, bố ơi. Cái gì? Không trêu nhau nhá. Hai đứa có hay một. Ừ. Không được đánh nhau nhá, nhớ chưa? Trêu nhau thì được nhưng mà không được đánh nhau nhá. Dạ. Rồi, đi. Đâu rồi? Viện đi rồi. Rất là đáng thương cô bác ạ. Nhìn hai đứa thì đứa nào cũng rất là thông minh, nhanh nhẹn. Khi mà thuộc quyền dạy cái gì thì cũng tiếp thu rất là nhanh. Mà bố mẹ lại nỡ lòng nào mà bỏ hai đứa nó đi như thế này. Tí nữa thì cháu Quyền sẽ rồi ngồi đây nào. Lấy cái đấy cho bố ngồi đi. Con với con với anh Viện ngồi kia nha. Bố ngồi đây. Đấy, đi nữa xe. Hôm nay nhà cửa sạch sẽ thế, hôm nay ai quét nhà đấy? Không có ai quét đâu mà. À, Tuấn với Viện không ai quét à? Dạ. Hôm bố trước bố mua chổi vào đây rồi. Đây con quét rồi. À, quét rồi đúng không? Đấy, bây giờ là bố mua chổi vào đây rồi. Cũng là nhà bẩn thì hai con phải tự quét nhà nhé. Dạ. Thưa các anh chị, là hiện tại thì ban ngày thì bé Tuấn với bé Viện vẫn ra nhà của hai bé ở, và buổi tối thì là cháu Quyền không cho hai đứa ngủ ở đây nữa cô bác ạ. Cho hai bé sang nhà bác của hai bé ngủ ở bên kia, để bây giờ là bố của bé Viện thì là như cháu Quyền cũng chia sẻ ở những cái thực phim trước rồi, là ban ngày thì không thấy về, toàn là về đêm 11, 12 giờ mới bắt đầu về. Mà lúc về thì lúc nào trong tình trạng cũng say xỉn, đi uống rượu ở đâu say biết tì lè nhè rồi. Đấy mới ra nhà của bác với Viện xem hai đứa. Tuy nhiên thì cháu Quyền cũng có bảo với bác là lúc nào mà bố của bé Viện về thì sẽ để gọi cháu Quyền ra đây để nói chuyện. Thì nói chung là lúc bố của bé Viện về, lúc nào về cũng trong tình trạng say rượu nên là bác cũng không tiện gọi, và cũng nếu mà ra thì cũng chắc là cũng không giải quyết được cái vấn đề gì nữa. Đấy thì có thể là hôm nay cháu Quyền sẽ ở đây, và chiều mai cháu Quyền cũng sẽ tiếp tục ra đây để hẹn bố của bé Viện ra đây để nói chuyện. Nếu như bố của bé Viện ra đây ấy, thì sẽ gọi cả bên xã, ở công an xã và ở bên thôn là cùng ra đây để hỏi về cái vấn đề là xem là bố bây giờ có nuôi được hai bé hay không, để cháu Quyền còn biết và có cái hướng giải quyết. Thế thực ra là bây giờ cứ như thế này thì rất là khó các bác ạ. Gọi cho bố thì bố của bé Viện ấy thì không nghe. Đấy, nhiều lúc thì nghe thì cho vợ nghe máy, và bác của bé Viện ấy gọi cũng không nghe, và nhà bà ở dưới kia thì cũng không ở. Tức nghĩa là về chỉ về khả năng là cháu nghĩ là về chơi vậy mấy hôm. Đấy, lại theo bồ mới bây giờ đi làm thôi, rất là khổ cho hai đứa. Nếu như cứ ở như tình trạng như bây giờ ấy thì sổ khẩu hai bé thì vẫn chưa được nhập khẩu ở đâu cả. Đấy, hiện tại là khẩu ở trên thôn này là không có, ở dưới nhà bà cũng không có. Thì cái nguyên nhân đầu ấy thì lúc đầu cháu Quyền hỏi bác thì bảo là có một thời điểm thì bố bé với mẹ đi làm rồi. Đấy thì cắt khẩu về ở nhà bác. Sau đó thì bác đi làm không ở nhà. Thế là bố quay về, bố lại cắt khẩu đi xuống cho nhà bà ở. Thế là cắt khẩu ở đây đi nhập ở dưới kia không được. Thế thành ra là bây giờ là hai đứa không có khẩu ở đâu cả. Nếu như mà chẳng may mà liên quan đến vấn đề ở thôn nữa thứ ấy, mà được hỗ trợ của bên nhà nước ấy, thì hai đứa cũng không có suất của bác ạ. Đấy, thế thì cháu Quyền sẽ cố gắng làm sao để lo cho hai đứa có cái sổ khẩu này. Và trước mắt thì ở đây đi ra đằng kia đi học cũng không quá là xa. Có khi là cháu Quyền sẽ nói chuyện trực tiếp với hai bác
để xem hai bác có đưa được hai bé đi học vào buổi sáng hàng ngày hay không, để còn có hướng giải quyết. Bây giờ thưa các bác là nhà của hai bé thì là chỗ Quyền cũng phía trước là cũng sửa lại trên này rồi. Tuy nhiên thì ở trong cái chỗ cháu Quyền đang ngồi đây thì nếu mà để đưa hai bé đi học ấy thì cháu Quyền cũng không ở gần đây, cũng không thể nào mà suốt ngày đưa được đi như thế. Và có thể nói rằng đây là một trong những chặng đường phải nói là rất là dài. Bây giờ hai đứa mới chỉ bắt đầu vào lớp 1, còn tính ra phải hơn 10 năm nữa đấy thì mới hết cái chương trình hỗ trợ cho hai bé được. Mấy cái số tiền của hai bé hiện tại là cháu Quyền nhận được đó là hơn 40 triệu. Thì cháu Quyền tính là nếu như không cất được cho hai bé một ngôi nhà ở gần trường, gần đường, gần hai vợ chồng cháu Quyền, thì cháu Quyền sẽ sử dụng cái số tiền đó đi gửi vào sổ tiết kiệm và đứng tên của hai bé, đứng tên của hai đứa, để hàng tháng sẽ có tiền lãi mà đi gửi ngân hàng đó về cho hai bé, lo cho hai bé đi học, rồi là đi mua quần áo này nọ, tiền ăn uống các thứ nữa. Đấy. Như các bác cũng đã biết rồi, bây giờ khả năng là người bố đi như thế thì chắc là bố chả bao giờ quan tâm hay là mua cái này cái kia cho con đâu. Đấy. Thực sự ra ấy, thì phải nói ra một điều là như này. Từ cái đợt mà cháu Quyền chưa lên chia sẻ vào ghi hình thì 3 năm biệt tâm biệt tích và cả người mẹ nữa. Trong cái quá trình mà cháu Quyền lên chia sẻ mới chỉ được mấy tháng thôi mà bố mẹ đột nhiên có ý đồ gọi mẹ thì gọi về cho cháu Quyền, cũng muốn xin tiền này nọ. Về người bố nữa thì lại đột nhiên là quay trở lại. Đấy, về cũng không về thăm con, như kiểu về thăm dò tình hình của hai đứa ấy các bác. Và khi mà bố quay trở lại như thế là bố cũng dẫn thêm một người bồ nữa. Đấy, là cũng đợt trước cũng ra bên nhà của bác gái, toàn là về đêm ấy các bác. Cháu Quyền cũng chưa gặp trực tiếp và cũng chưa được nói chuyện cụ thể. Đấy, hai đứa nha, bây giờ là mở quà xong là đi tắm nhá. Ốm thế này là không được tắm nước lá đâu, phải đun nước ấm để tắm nhá. Nào, lấy kéo về cho bố nào viện. Tuấn bảo Tuấn đi lấy rồi. Chạy. À, cái kéo cũ. Kéo hỏng đúng không? Đúng, kéo hỏng mà. Ừ. Vỗ tay à? Vui à đúng không? Ừ. Nhận quà của các bà là vui quá, vỗ tay luôn. Ơ lúc đấy thì bố thấy có cái túi ni lông ở đây, viện đi lấy đi. Cái kìa. Cái biển dù dài ấy. Hả? À. Ê, nó khác quay đi mà. Ừ, tưởng Tuấn lấy đi cất chứ. Không phải đâu. Bổ ra. Trước khi mở cái phần quà. Đây là phần quà của Nguyễn Xuân ở dưới Hà Nội các bác ạ. Cho cháu xin được gửi lời xin lỗi đến cô Xuân một chút ạ. Tại vì là đợt trước cái tập phim cháu Quyền tổng kết ở nhà cháu Quyền ấy thì cũng có cả bác của bệnh viện này với cả hai bé Tuấn ở viện ra đấy ấy, thì cháu cũng mở cái phần quà của bác. Thì cái lúc mà bác trai của hai bé đi sang bên kia ấy, thì cháu cũng quên là trao và quay video. Cái lúc đấy thì cháu quên, xong là quay phim xong thì cháu cũng cho hai bác là trở về rồi đấy, thì các bác cũng có góp ý với cháu Quyền thì cháu cũng xin được tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của các bác. Lần sau thì cháu Quyền sẽ rút kinh nghiệm, tại vì là phần quà của các bác gửi đến ấy, thì là những tình cảm, tình yêu thương của các bác gửi đến cho các hoàn cảnh, thì cháu phải có video công khai, minh bạch và rõ ràng các bác ạ. Đây là tiếp tục là phần quà của cô Xuân nữa. Cô Xuân là một trong những khán giả đã gửi rất là nhiều cái phần quà đến với hai bé, cũng như là các hoàn cảnh ở trên kênh mà cháu Quyền đi chia sẻ ấy. Nói chung cô là một người luôn luôn đồng hành cùng cháu Quyền rất là nhiều, và cũng chỉ mong sao là sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của cô trong thời gian tới nữa, rồi với các hoàn cảnh nữa cô bác. Cái hộp này mình sẽ bóc cẩn thận xong là để lại nhá, xong tí mình lại còn cho quà vào trong nữa.
vào trong đấy được cả nhà. Không cho ai lấy. Đúng rồi, không cho ai trộm nhá. Wow, cái gì đây Tuấn? Quần áo. Viện biết là cái gì không? Không biết là quần áo. À, rồi, ngồi ra kia để bố cho quần áo vào đây. Ngồi ra đây mà. À, đây là quần áo của bác ạ. À, đây là quần áo, áo khoác của con gái. Đây chắc là của bác gái, cho bác gái nhé. Bác gái, cho bác trai cũng được mà. Ui dồi ôi, đây áo mới luôn này. Đấy, đây áo mới luôn, đây áo, áo con gái. À, cái này chắc là của, cho bác gái rồi. Đấy, thế cho vào đây. Đây cũng là áo khoác của bác gái này. Bố ơi, con lấy làm gì nè? Con lấy làm mấy xe mà. Ui, đây áo của bác gái. Bố ơi, con bác gái đợt này có nhiều quần áo ấy. Đấy, toàn quần của bác gái này. Bỏ ra nha, bố nha. Bỏ ra làm gì, cái kệ nó. Ui, áo này to thế. À, áo này cũng được của bác gái. Như là cái thùng quà này của bác gái hết hay sao ấy. Đây là áo. Đây, chắc là một là bác gái, hai là bác trai, ai cũng mặc được. Wow, áo đỏ này. Đấy, áo này cũng bác trai mặc cũng được, bác gái mặc cũng được. Bác áo đỏ ai thích ai lấy. Cô Xuân, Hà Nội, người gửi Giang Thị Điện. Cái này cô ghi địa chỉ thôi. Đấy, quần, quần của bác gái, quần của bác gái, quần của bác gái. Ừ, đây là áo. Cho bác gái đây. Đây cũng là quần của bác gái này. Úi dồi ôi, đẹp chưa? Đấy. Đây là áo cho bác gái này. Đó này. Đây là toàn quần áo này các bác ơi. Toàn quần áo đẹp thôi. Mặc dù là không có những cái không được mới, nhưng mà toàn là quần áo đẹp. Đấy, quần của bác gái. Đây cũng là áo gió. Ây da, áo gió đẹp thế. Áo gió của ai? Đây là quần của bác á. Ừ. Con không có. Nhiều rồi, con không có. Mình có nhiều rồi nhỉ. Dạ. Đây còn quần áo của bác này. Áo trắng của bác ấy. Ừ, được rồi, hết rồi. Hết rồi của bác ạ. Ngày mai cho con với nha. Ngày mai cho con với à? Con các bà gửi lên cho nhiều rồi mà. Rồi, nào Viện, cảm ơn bà gửi quà đến cho mình nào. Bà là bà Xuân. Đấy, con tự cảm ơn xem là bố dạy xem là con nhớ chưa hay là giống bác Lúa. Không giống. Không giống à? Dạ. Thế thì phải tự nói cảm ơn thôi, nếu mà không muốn giống bác A Lúa ấy. Đúng, con cảm ơn bà Xuân ở Hà Nội. Đúng rồi. Giỏi thế nhỉ. Nào, cho Tuấn nói như là Tuấn biết nói chưa? Chưa. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Bà Xuân. Bà Xuân. Ở Hà Nội. Đã gửi quà cho con. Rồi, vỗ tay. Đấy. Xin được cảm ơn cô Xuân. Xin được cảm ơn các bác đã dành những phần quà hết sức là to lớn đến với gia đình, đặc biệt là ở những cái bộ quần áo rất là đẹp như này cô ạ. Thì nữa cháu quyền xe mang sang bên kia để trao cho bác gái. Hiện tại là bác gái cũng đi cắt cỏ cho bò rồi. Đấy. Một lần nữa thì cho cháu thay mặt cho bác gái và bác trai xin được cảm ơn đến cô Xuân rất là nhiều. Xin chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn cô nha. Đấy, còn này. Bây giờ thì sẽ lớp gọn cho vào đây nhá. Rồi, để đây, tí mang sang cho nhà bác nhé. Nào, đi. Đi vào trong này. Tí đi tắm ở đâu hả Viện? Tắm ở sang nhà bác. Sang nhà bác tắm à? Dạ, tắm ở đường mà. Ở đây... Không có nước. Ở đây không có nước đúng không? Không có nước về tận... Không có nước. Không có nước về tận nhà. Ơi, tí mang sợ chậu to này đi sang bên kia tắm luôn. Trước mẹ mang lên cho đúng không? Cái đệm nữa cô bác ạ. Hiện tại là cháu đang đặt cái giường ở bên chỗ thợ bên kia rồi các bác. Khi mà xong cái giường ấy thì cháu sẽ mang sang bên nhà bác để cho đặt ở bên kia cho hai bé ngủ bên kia. Và sẽ mang cái đệm này vào trong nhà của bác để cho hai đứa đi sang bên kia ngủ luôn các bác ạ.
Đấy, rồi mang cái chậu này sang kia, tí đi tắm. Cái đồ này sẽ nào, cất gọn vào. Đây là kẹo, kẹo cất đây, kẹo cất vào đây. Ừ, kẹo cất vào đây nhá. Đấy, cất gọn vào. Đây là tắm gội cho bé. Mang cả cái gầu múc nước này nữa. Cái gáo múc nước. Rồi. Đi, nào, anh Viện mang đi. Viện. Viện, bố mang đi cho. Đi. Đấy. Đi sang bên kia để tắm nhá. Dạ. Đấy. Cũng quần áo nên là cũng không nặng lắm nhỉ. Nặng không Viện ơi? Nặng thì để cho bố vác hộ nào. Này. Đi. Cũng rơi vào tầm khoảng 5 cân nhỉ. Hôm nay là đun nước tắm nha. Dạ. Tắm ở nhà bác luôn. Ở bên này nhiều nước các bác ạ. Má. Bác trai là đi lại đi đi làm gì à? À, em chào chị nhá. Đây, chị quần áo các bác gửi đến cho chị ấy. Đây. Quần áo của cô Xuân. Ê, cái này là của chị hết rồi. Đấy, chị cất vào nhá. Hôm nay ở trong bếp còn lửa không chị? Còn. À, thì bây giờ em đun một nồi nước to to tắm cho hai đứa này. Chắc là nó mấy ngày không tắm rồi sao ấy. Quần áo các thứ nữa. Thay quần áo mới cho nó đi. Hôm nay trời nắng ấy thì tắm cho nó luôn. Đi, đi tắm đi. Đi đun nước ở nhà bác nhá. Nhờ nhà chị tắm một chút nhá. Có nước rồi à Viện ơi? Nước sôi đúng không? À. Rồi. Anh Viện đi lấy nước về nào. Anh Viện đi lấy nước về xong à. Tuấn đi lấy quần áo nào Tuấn. Em đi lấy. Thế con làm gì? Ở đây luôn, tắm ở ngoài này luôn. Lấy chậu ra đây. Ui à. À đây à. Đấy, cho thêm nước phích vào cho nó nhiều. Bây giờ em cho nước vào ống kia chị này lấy đi đun tí mấy con nước. Tí mấy con nước uống. Không, cho vào đây, lấy đi đun đi. Rồi. Lâu thế. Tìm thấy chưa? Nhiều quá không biết lấy cái nào à? Không biết chọn cái nào à? Nhanh lên nhá, tí nước lại nguội hết nhá. Tắm ở đâu? Anh Viện. Tắm ở đâu? Tắm ở ngoài này nhá. Rồi, kể áo ra. Đấy. Tuấn nhắm mắt vào, kỵ, đúng rồi. Này, cho dầu gội vào này. Rồi. Ôi. Cẩn thận nhá, tí con cá chết đấy. Rồi, Tuấn. Vò. Đấy, ở trên đầu có dầu gội nhiều lắm. Này. Anh Viện thì tự biết, Tuấn thì chưa biết. Con chưa nhìn thấy đầu. À. Gội đầu trước. Rồi. Được chưa? Gội sạch chưa? Viện, kỵ các thứ đi. Anh Tuấn làm đi Tuấn. Tuấn kỵ đi. Gội đầu mình phải làm như thế này nó mới hết sạch, nó mới sạch chứ. Lần sau là tự ấy nhá, tự gội nhá. Lần sau không ai dậy nhá. Nào, ngồi ra đây để bố gội cho. Xong chưa? Lấy quần áo ra ngoài này ra đi Viện. Chậu này này, chậu mới này này. Đây, lấy ra đây giặt hộ em Tuấn luôn. Tuấn ra đây đứng nhìn anh Viện nào. Để còn lần sau còn biết tự giặt quần áo. Đứng ở đây.
đứng ở kia xem anh Viện giặt nhá. Đấy, anh Viện là mới 8 tuổi là biết giặt quần áo rồi. Không, cái đấy là xà phòng tắm, không cho vào quần áo đâu. Cái đấy để tắm. Cái đấy là để tắm với gội đầu thôi, nhớ chưa? Đấy, nước nhà bác này cũng có rất là nhiều, thoải mái luôn. Đấy, xem mình Viện tự giặt quần áo xem như thế nào. Bố không dậy nhá Viện nhá. Đấy, con tự giặt xem là cho các ông các bà xem là con giỏi như thế nào nhá. À, Tuấn đi lấy xà phòng về cho anh Viện đi. Tự đi lấy cho nhanh nhỉ. Tuấn là mấy tuổi nữa mới biết giặt quần áo hả Tuấn? Con mấy tuổi nữa con mới biết giặt quần áo? 3 tuổi. 3 tuổi nữa à? Đến 5 tuổi rồi. Ừ. Rồi. Quần thì khả năng là bẩn hơn áo nhỉ. Ui dồi ôi, nước đen xì luôn ấy nhỉ. Rồi, Tuấn cũng đi giặt đi cùng anh đi Tuấn. Hai anh em cùng nhau hỗ trợ nhau chứ. Áo này áo áo len với cả áo khoác ấy nên là hơi nặng một tí nhỉ Viện nhỉ. Dạ. Đấy, vò thật kỹ vào, vò kiểu đấy, vò thật lâu vào thì nó mới sạch được. Ủa, nước đen hết rồi. Sao nước này đen hết thế? Chắc là do mình mặc bẩn quá đúng không? Đấy, xem là quần nặng à? Lấy của nhẹ đấy. Đây cái đấy nhẹ, Tuấn mới giặt được cái đấy. Anh Viện dạy em Tuấn giặt nào, giặt kiểu gì dạy em nào? Làm kiểu gì? Đúng rồi. Ai Tuấn là nhìn thôi mà tự làm nhá. Không có bố không có mẹ thì tự lập từ sớm đi. Bình thường là ở nhà cũng tự giặt quần áo luôn các bác ạ, nhưng mà trẻ con thì khả năng là để mà giặt sạch chắc là cũng không sạch lắm đâu, vừa vừa. Ừ đúng rồi, không được mặc bẩn quá thì nó mới không. Nó không bẩn, nó không bám nhiều thì mình mới giặt sạch nhanh nhá. Tắm xong có thoải mái không? Thoải mái quá. Ừ. Thoải mái quá. Đây, bố dậy. Ôi xời. Cái này nặng quá, không phơi được đúng không? Viện đúng không? Đúng. Lấy cái nhỏ. Lấy móc cho anh Viện đi. Lấy cái nhỏ, móc nhỏ. Cho bác con lấy. Đấy. Cho anh Viện đi. Bố chỉ hộ treo thôi. Anh Viện là anh không móc. Úi dồi, úi xồi ôi. Cho quá. Cho bố làm đi. Không. Tự làm nhá. Thế bình thường là có phơi ở móc không hay là vẫn phơi móc? Vẫn phơi móc. Ừ. Chân. Bây giờ là không được đi hộ bác cắt cỏ nữa nhỉ. Bác gái ở nhà bây giờ ấy, cô bác có cha thì vẫn đi làm, phải chăn dê, mình phải hủ. Chuẩn bị có dê rồi, cho có dê cho bác rồi nhỉ. Có dê mình phải hủ, có dê mình cũng phải hủ được. Rồi đấy, treo như này mai là khô rồi. Mai là có quần áo này mặc rồi. Cái nào mới, cái nào không mặc đến thì cất nhá. Sau này đi học mới có mặc nhá. Không được cái nào cũng lấy ra mặc hết đâu. Nhớ chưa? Sau này là không có. Đấy, thấy cái móc bén này này. Tuấn, đấy, đấy. Sau này không có rồi nữa. Không, các bà không gửi cho nữa là không có nữa đâu. Bây giờ đang có nhiều mình phải tiết kiệm nhá, nhớ chưa? Ô, cái quần này bé quá nên là phơi móc to nó thế. Rồi, cứ như này là được rồi. Rồi, đi.
Đi về, đi về. Đi. Cất mau đi. Bỏ ra, bỏ ra. Tuấn đói đúng không? Thế thì ăn cơm đi, ăn cơm nhà bác luôn. Sáng nay chị nấu cơm rồi đúng không? Hôm nọ là cháu Quyền cũng lấy trích một ít tiền của các bác gửi cho ấy, thì nhà bác cũng mua được ít thịt lợn chưa ăn hết, vẫn treo ở đây này. Ngủ cái này là treo ở trên các bếp chứ nhỉ, không là nó có con giòi đấy. Rồi đi ăn cơm đi Tuấn, ăn cơm đi Tuấn, nãy kêu đói mà đúng không? Thế đi ăn cơm đi. Con đói à? Đói đi ăn cơm đi. Đúa ở đây này, đúa ở đây này. Mì tôm ăn với cơm. Mì cơm này ăn với thịt. Bụng to thế này nhỉ? Nay ăn cái gì mà no thế? Không, ngài bé năng tình trà mặc tú lấy ra đắm đấy. Rồi, Tuấn đi lấy ghế về ngồi đi Tuấn. Thế Tuấn ăn cơm không mời ông bà à? Tuấn ngồi đi xem có nhớ chưa. Xem có nhớ không. Tuấn không nhớ đâu. Anh miệng phải nhắc thì Tuấn mới nhớ được. Nào, con nhớ đấy. Thế con mời ông bà cơm đi. Con mời ông bà các. Con mời ông bà ăn cơm, con mời bố ăn cơm. Rồi đấy. Con mời bác ăn cơm. Đúng rồi. Giỏi đấy nhỉ. Anh Viện nói đi. Con mời các ông các bà ăn cơm, con mời bác ăn cơm, con mời bố ăn cơm. Được rồi, ăn cơm đi. Chắc là đói lắm rồi nhỉ. Tuấn đói rồi. Không đói cũng phải ăn chứ. Ăn để làm bạn với Tuấn nhỉ. Đấy, lấy mì tôm này chan chan canh. Nước canh cho. Ăn. Rồi. Đi chơi vừa nãy cháu Quyền chưa ra đây các bác. Đi đi nhặt củi ở trên rừng xong là đi chơi luôn. Là chưa ăn cơm. Sáng nay ăn sáng rồi đúng không? Hay sáng nay vẫn chưa ăn? Vẫn chưa ăn. Vẫn chưa ăn. Đến bây giờ. Dạ. Chơi đến gần 12 giờ rồi mới bắt đầu được ăn cơm thì cô bác này. Có mì tôm ăn là ngon lắm ấy nhỉ. Không quay phim à? Bố quay phim mà. Bố đang quay phim mà. Con không chưa nhìn bố quay phim đâu. Không nhìn thấy đúng không? Đúng. Tuấn gắp thịt ăn đi này. Cho bố ăn miếng to lên. Đói lắm rồi. Đói lắm rồi đúng không? Ngon không à Tuấn? Ngon. Viện cũng ăn chả khác gì em luôn nhỉ. Gắp cả mì tôm này ăn này. Này ăn vội không cần ăn rau nhỉ. Ăn thịt với mì tôm làm canh thôi. Thế là ngon lắm luôn. Nhà bác thì không biết có không đủ gạo ăn. Đấy, gạo ăn thì cũng không đủ, quanh năm không đủ được. Cái gạo này thì đợt trước cháu Quyền cũng có mang về cho hai bé ở bên kia kìa cô bác. Thì hai bác cũng mang ra đây để hai bé sang bên này ăn cơm thì sẽ cho hai bé ăn, nấu cho hai bé ăn rồi. Còn mấy hôm nữa thì lúc nào mà hai bác hết gạo rồi thì cháu sẽ lại trích cái tiền quỹ mà cô bác gửi đến cho hai bé ra để mua gạo về để ở nhà bác này cho. Ăn mấy bát hả con? Con ăn được một bát. Một bát hả? Dạ. Con ăn được mấy bát đây? Ba bát á. Rồi ăn cơm xong là đi ra chỗ nắng ngồi cho nó phơi nắng cho ấm nhỉ. Ở trong nhà lạnh quá. Ở trong nhà lạnh. Nhưng mà đi ra nhà mình bên nắng. Đấy, hôm nay là tắm rửa giặt quần áo sạch sẽ rồi. Tí nữa không lên rừng nữa nha. Dạ. Không đi đi đâu chơi bẩn cạnh quần áo nha. Dạ. Con đi nhà châu rồi. Tay áo rồi. Đúng rồi. Không được đi xa dạ. Chơi nha, hay đến nữa chưa?
Bố thì về nhưng mà bố cũng chẳng về quan tâm hai đứa nặng cả. Được cặn cứ quá. Má này. Đấy thiệt nàng mà, viện đấy thiệt nàng mà. Lạnh nhưng mà. Ừ. Cho vào mì tôm này này cho nó tan ra. Khô hết rồi. No chưa? No cơm chưa? No rồi. Tuấn no chưa? No rồi. Đâu vào đây bố kiểm tra bụng xem nào. Úi ôi bụng căng hết cả lên nhỉ. Ăn 3 bát phải không? Tuấn ăn 3 bát phải không? Ăn 1 bát. Ừ, ăn bây giờ. 1 bát cơm, 2 bát đấy. Mì tôm. Trời nắng là phải tự tắm nhá lần sau ấy. Dạ. Trời nắng ấy, tắm sạch sẽ đi. Thơm được. Thơm tho bây giờ quần áo mới sạch sẽ rồi, không được đi nghịch đất bẩn nhá. Bố nè. Nhớ chưa? Viện nhớ chưa? Rồi. Không được đi xuống dưới kia nghịch đất bẩn nhá. Dạ. Nào. Đấy. 1 Hôm nay để lên trên này ấy, thì cũng chưa có liên hệ được với bố của bé Viện các bác ạ. À lấy mic cho bố nào. Thì có thể là sẽ bây giờ cháu Quyền sẽ liên lạc xem là có gọi được hay không để cho bố bé Viện vào đây cùng nói chuyện một chút các bác ạ. Và hôm nay cháu Quyền lên trên này ấy, thì cũng chỉ mang phần quà lên phát cho hai bé và lên trên này tắm cho hai đứa luôn. Và lên xem cái chuồng dê của bác ấy thì vẫn chưa xong các bác ạ. Nội dung của video của cháu Quyền đến đây cũng khá là dài rồi. Cháu xin phép là kết thúc cái video này tại đây. Xin chào và hẹn lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Nào, chào con các bà nào. Chúng con chào các ông các bà. Quay ra bên này chứ. Chúng con chào các ông các bà. Rồi. Chúng con chào các ông các bà. Rồi, bye bye ông bà nha.